Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đóng cái mô sắc pin vào chui dao hoặc là các cái phần ốp của súng cao su. Đây trên tay mình là một cây súng cao su được làm từ plexiglass hoặc là gọi là thủy tinh hữu cơ, hoặc là anh em có thể gọi là mica. Thì về cơ bản ấy, tức là nếu mà trong trường hợp mà mình dùng keo, ví dụ keo AB hoặc là keo gì hơn nữa mà mình dán vào ấy, thì khi mình nhìn từ trên này xuống ấy, thì cái tấm carbon này nó sẽ bị dính keo, nó lem nhem, nó không đẹp. Thế cho nên là chỉ có cách là mình sẽ dùng đinh tán. Thực ra cái mô sắc pin này thì mình nghĩ là nó gọi là đinh tán thì sẽ hợp lý hơn. Thì nó sẽ có hai cách để giữ cái miếng ốp này vào cái phần súng cao su, là một đằng là bắt vít. Thế nhưng mà cái bắt vít thì nó sẽ bị cộm lên. Còn nếu các bạn không muốn cộm lên thì các bạn lại phải khoét chìm cái một phần ở cái miếng ốp này đi. Thế nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cái miếng ốp mà nó mỏng ấy, thì các bạn khoét chìm rất là khó. Kiểu gì ốc nó sẽ bị cộm, cho nên là cái cách đơn giản nhất là dùng đinh tán. Thì cái đinh tán của bạn, các bạn thì ví dụ các bạn dùng thước kẹp các bạn đo, ví dụ như cái này của mình là 1,6 các bạn, thì các bạn cứ 1,6 nhỉnh hơn một chút. Thế là các bạn cắt cái đinh tán này, xong rồi các bạn đóng. Ví dụ các bạn cái đầu này các bạn mài nhỏ đi một chút để khi đóng xuống nó chạy xuống dễ hơn. Đấy. Sau bắt đầu là mình sẽ đóng. Đây như thế này về cơ bản là nó sẽ vào khớp rồi, và bây giờ mình chỉ cần lấy búa mình đóng để cho hai cái đầu này nó, tức là cái đầu này nó tòe ra, và đầu này nó tòe ra thì là sẽ hoàn thành. Là tại sao lại phải cần tòe ra, tức là nó khi nó tòe ra thì nó sẽ giữ được cái miếng ốp. Đấy. Đây là một cái đinh tán nữa. Thì các bạn chú ý, tức là sẽ đóng từ trên phần miếng ốp này đóng xuống, chứ không có đóng ngược từ cái phần thân của súng cao su. Bởi vì khi đóng ngược từ thân súng cao su thì có khả năng là cái miếng ốp của các bạn nó sẽ bị đẩy ra ngoài. Thế cho nên là mình phải đóng từ trên xuống. Thì khi đóng xuống như này ấy, thì do khi trong quá trình các bạn cắt ấy, thì đương nhiên là ví dụ cái này nó dày 1,6 thì các bạn cho nhỉnh lên một nửa ly chẳng hạn. Đấy, nó sẽ hơi lồi lên một chút như này thì các bạn sẽ đặt xuống. Ví dụ như là có đe là tốt nhất. Còn không có đe thì nền đào hoa sang cũng được. Cũng chẳng vỡ nổi. Khi đóng các bạn đóng đều búa và không đóng vào cái phần súng cao su. Sau đó lật lại gõ phần này để cho cái phần này nó cũng tòe ra.
Đây về cơ bản là đã ok rồi. Đó. Thì cái miếng ốp này nó sẽ không bị tung ra như là dán keo nữa, là rất đẹp. Đây là cái tác dụng của cái Posa pin hoặc là gọi là đinh tán. Thì nếu trong trường hợp mà các bạn muốn chắc hơn thì các bạn gõ thêm một chút. Ok. Video hướng dẫn các bạn và chia sẻ các bạn cách đóng cái mô sóc pin vào súng cao su của tôi đến đây là hết. Đương nhiên là còn một cái vấn đề các bạn lưu ý nữa là, tức là ví dụ như là cái mô sóc pin này, ví dụ nó là 0,5 chẳng hạn, thì đương nhiên các bạn phải dùng lỗ khoan 0,5 để các bạn khoan. Còn nếu mà các bạn muốn nó chặt ấy, thì vẫn cái mũi khoan 5 đó, các bạn trước khi các bạn khoan thì các bạn dùng đá mài, các bạn mài mài đều, mài mài ví dụ như là đặt đây là hòn đá mài chẳng hạn, và đây là cái mũi khoan, các bạn mài mài mũi khoan thì tính vừa mài vừa xoay để cho nó đều. Thì khi mài một chút để cho cái mũi khoan nó nhỏ lại hơn 0,5 một chút, thì khi các bạn khoan vào các bạn đóng ấy, thì bạn sẽ phải dùng dùng búa, nhưng mà đừng có mài quá. Nếu mà mài quá hay bụi đóng thì búa thì cái đồ cứng này nó sẽ bị kích, nó bị vỡ. Còn nếu không các bạn cứ 0,5 các bạn như mình, như là mình lấy tay mình ấn nước vào thì sau bắt đầu là tán hai đầu là xong. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.